Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Và ngay sau đây thì Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi qua những video clip tin tức thời sự nóng nhất và chính xác nhất. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính nóng nhất mà chúng tôi được cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Chấm dứt lạm dụng đến cực đoan việc phong tỏa tràn lan. Thưa quý vị, xã thì khóa trái cửa 278 hộ dân F2, phường thì dựng rào tôn cao 2m chia đôi đường, cả hai phải gỡ bỏ sau đó, cả hai có một điểm chung, sự cực đoan. Rất rõ ràng, trong cả hai trường hợp này, chính quyền chưa tính hết đến những tác động và cả hiệu quả khi áp dụng các biện pháp phong tỏa với mục tiêu chống dịch. Ngỡ ngàng và ngơ ngác là cảm giác của người dân ngõ 54 phố Ngọc Hồi, nằm giữa thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội và phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào sáng ngày 23 tháng 8. Lý do, trong đêm ngày 22 tháng 8, một hàng rào tôn cao 2m, dài 200m được bất ngờ dựng lên. Lý do, bên phường Hoàng Liệt chỉ cho họp chợ vào buổi sáng, bên Văn Điển chợ cả ngày nên dựng rào để dễ quản lý hai địa phương khác nhau. Rồi sau đó 48 giờ, hàng rào tôn được gỡ bỏ. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, một lãnh đạo địa phương cho biết. Nhưng câu chuyện khóa trái cửa 278 hộ F2, giao chìa khóa cho chủ tịch, hay bức tường ngăn cách được dựng lên chỉ là những điển hình cho sự cực đoan, sự lạm dụng trong việc phong tỏa tràn lan ở hầu hết các địa phương mà thôi. Một vài ca F0, cả khu phố, cả xã bị phong tỏa. Một vài ca F0, một nhà máy, một khu công nghiệp, hàng ngàn công nhân bị dừng sản xuất. Chợ búa bị phong tỏa, công sở bị phong tỏa, doanh nghiệp bị phong tỏa. Cả bệnh viện nữa, rất nhiều bệnh viện đã bị phong tỏa chỉ vì xuất hiện ở đó một ca F0. Và đường biên giới giữa các địa phương được dựng lên. Chắc chúng ta còn nhớ quy định phải xuống hàng ở Cần Thơ gây khó cho cả 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, để đến mức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từng ước là Cần Thơ không có cây cầu độc đạo ấy. Chắc chúng ta còn chưa quên Hải Dương từng 3 lần có văn bản gửi Hải Phòng đề nghị tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông, đặc biệt là tiếp cận cảng để xuất khẩu. Biến thể Delta cùng với con Covid-19 vô hình vô ảnh được ví lan nhanh còn hơn cháy rừng. Giờ đây cho thấy việc phong tỏa vô tội vạ, đặc biệt là việc dựng hàng rào biên giới giữa các địa phương giờ hầu như không còn tác dụng nữa. Nó cũng cho thấy chiến lược truy, quay để đạt Zero Covid giờ là bất khả thi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch do Thủ tướng làm trưởng ban đã có sự thay đổi chiến lược, mà một trong những biểu hiện là việc Thủ tướng công khai phê phán sự lạm dụng đến cực đoan, việc phong tỏa tràn lan ở các địa phương. Chắc chắn là người đứng đầu chính phủ, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch sẽ không để tình trạng tràn lan này tiếp tục diễn ra một cách không mục đích, thiếu hiệu quả, cực đoan và gây thiệt hại quá lớn cho nền kinh tế. Làn gió mới về phong cách lãnh đạo nhìn từ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thưa quý vị, dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương dù còn phức tạp nhưng cũng đã có những điểm xanh lớn trong bức tranh chống dịch đỏ rực suốt mấy tháng qua. Điều đáng nói, khi tâm dịch đang có những tín hiệu tích cực thì những địa phương vốn dĩ đang xanh lại bỗng rực đỏ một cách khó hiểu. Chính vì thế, 12 giờ đêm, người đứng đầu chính phủ đã có cuộc gọi khiến lãnh đạo địa phương toát mồ hôi hột, tim đập chân run. Vừa qua, trong cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành về công tác chống dịch, Thủ tướng rất lo ngại và phiền lòng về việc hai tỉnh có dấu hiệu chuyển từ xanh sang đỏ một cách đột ngột. Chính vì vậy, Thủ tướng đã yêu cầu hai địa phương này trình bày rõ ràng phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Sau khi lắng nghe, Thủ tướng phê bình thẳng thắn và yêu cầu nghiêm khắc lãnh đạo phải tập trung toàn lực chống dịch để đạt hiệu quả nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, 12 giờ đêm ngày hôm sau, khi người dân đã yên giấc, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục kiểm tra trực tuyến công tác phòng chống dịch tại hai tỉnh trên. Sau 4 tiếng liên tục kiểm tra, gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo huyện, Thủ tướng rất nghiêm khắc đặt câu hỏi, huyện đỏ quạch như thế rồi mà vẫn không triển khai trạm xá lưu động là như thế nào? Có lẽ, sau đêm làm việc kéo dài 4 tiếng đồng hồ ấy, đến rạng sáng hôm sau, lãnh đạo các địa phương phải tức tốc đi khảo sát chống dịch ngay, chứ nào dám nghỉ ngơi lấy sức. Điều đáng nói, tinh thần làm việc sâu sát như vậy của Thủ tướng không phải bây giờ mới diễn ra, mà nó diễn ra xuyên suốt mùa dịch. Còn nhớ thời điểm thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương ở giai đoạn cực kỳ căng thẳng, Thủ tướng đi thẳng vào những góc ngách của tâm dịch, sâu sát với những tâm tư nhất của người dân. Nhờ vậy đã chấn chỉnh kịp thời rất nhiều thiếu sót, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Nhiều lãnh đạo quận huyện khi ấy cũng đã bị gọi tên và chấn chỉnh nghiêm khắc. Từ đầu mùa dịch, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có những cuộc làm việc theo công điện 1099 và 1022. Nhờ đó, trên phạm vi cả nước, công tác phòng chống dịch đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình dịch cơ bản đang từng bước được kiểm soát. Tại một số địa phương có số mắc cao trong cộng đồng, tỷ lệ mắc mới, số ca tử vong trong tuần đã giảm nhiều so với tuần trước đó. Đơn cử như Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 26,5%, Long An giảm 3%.
đặc biệt số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%. Dư luận và giới quan sát cho rằng, hàng loạt hành động của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngoài sự quyết liệt thì điều này còn đem lại làn gió mới về phong cách lãnh đạo hiện đại, thực tế và thẳng thắn. Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt ra từ tinh thần, lối làm việc như vậy. Uy tín không phải ngẫu nhiên mà có được, bởi vậy nên một vài ý kiến xuyên tạc cho rằng Thủ tướng lấy Bí thư Kiên Giang ra làm dây tế thần để thị uy, vớt vát uy tín, đổ lỗi cho cấp dưới để lấp liếm thất bại chống dịch do chính sách điều hành của chính phủ. Một chính phủ câu nệ, tiểu tiết, bỗng trở nên kịch cỡm và lạc lõng. Câu chuyện hạ uy tín, tấn công lãnh đạo đất nước không phải là ngày một ngày hai. Nó không chỉ là một trong số những muôn vàn áp lực mà người lãnh đạo phải đối diện, nhưng đâu phải vì thế mà mất đi tinh thần nhiệt huyết, chỉ đạo sâu sát của mình. Kịch bản nào để Hà Nội vừa sản xuất, vừa chống Covid? Thưa quý vị, việc Hà Nội đang chuẩn bị các kịch bản tiếp tục nới lỏng, tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đang được doanh nghiệp, người dân mong đợi. Đây được coi là phao cứu sinh để các doanh nghiệp tái khởi động sản xuất, bắt đầu trạng thái bình thường mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát, có phương án cụ thể, báo cáo vào ngày 20 tháng 9 để có phương án, giải pháp triển khai hiệu quả nhất sau ngày 21 tháng 9. Các giải pháp thực hiện theo nguyên tắc phòng chống dịch đặt lên hàng đầu, từ đó tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đây là một tin vui đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang ăn sâu vào từng doanh nghiệp. Bà Lan Hương, doanh nghiệp trồng hoa công nghệ cao tại huyện Mê Linh cho biết, đợt dịch thứ tư đã khiến nguồn cung ứng nguyên liệu đứt gãy, giá cả tăng, trong khi mặt hàng hoa không phải là thiết yếu nên hàng nghìn cây hoa ly của cơ sở không thể tiêu thụ được. Ước tính thiệt hại của doanh nghiệp lên tới gần 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn đang chờ nới lỏng để tái khởi động sản xuất, phục hồi lại trạng thái hoạt động ban đầu, bà Lan Hương nói. Đối với các doanh nghiệp sản xuất ba tại chỗ, đa số đã thấm mệt vì gánh nặng chi phí sản xuất. Ông Minh, chủ doanh nghiệp sản xuất tại huyện Hoài Đức cho biết, hiện tại doanh nghiệp đang có hơn 200 công nhân sản xuất ba tại chỗ, khiến chi phí mỗi ngày tăng lên 40 triệu đồng. Đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp thành lập tổ xét nghiệm tự nguyện tại doanh nghiệp, phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người lao động định kỳ. Ngoài ra, cần thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ cho người lao động, bố trí người lao động theo phương châm 4 cùng, cùng ở, cùng đi làm, cùng làm phân xưởng tổ, cùng ăn, quy định về vị trí ngồi ăn cố định đối với từng người theo từng ca hoặc vị trí ngồi cố định trên xe đưa, đón nếu tổ chức đưa đón tập trung. Đề nghị giảm thuế VAT để kích cầu. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, từ thời điểm Hà Nội thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại các khu công nghiệp ở thành phố có 549 doanh nghiệp được phê duyệt phương án sản xuất an toàn ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến hoặc hỗn hợp các phương án. Trong đó có 535 doanh nghiệp đang duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng số lao động tham gia sản xuất đến thời điểm báo cáo mới đây là 110.000 lao động, đạt 68%, có 126 doanh nghiệp đang phải tạm dừng hoạt động. Theo nhận định của Ban Quản lý Khu công nghiệp, phương thức 3 tại chỗ hoặc một cung đường, hai điểm đến vẫn có nhiều bất cập, không thể kéo dài quá lâu. Nhằm phục hồi, thúc đẩy các hoạt động sản xuất bám sát theo tiến độ, khống chế dịch bệnh, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trên địa bàn thành phố, tạo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghiệp đề xuất tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo Tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không khuyến khích sử dụng người lao động chưa được tiêm vaccine, yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế trước khi sử dụng lao động đối với lao động tuyển mới, không tuyển dụng lao động thuộc khu vực không an toàn, vùng đỏ, da cam, hạn chế sử dụng lao động ngắn hạn, thời vụ, tuyệt đối không tuyển dụng lao động thuộc vùng đỏ, cam của các tỉnh, thành phố khác. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng, thương mại dịch vụ trong 2 tháng qua gần như bị đóng băng nên mở cửa là cấp thiết. Tuy nhiên, mở cửa cần đảm bảo an toàn. Các kịch bản Hà Nội đưa ra cần xây dựng dựa trên cơ sở học tập, rút kinh nghiệm từ một số địa phương. Đồng thời, thành phố cần sớm đưa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vào đời sống, trong đó có việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 7%. Theo ông Phú, việc giảm thuế VAT kích cầu sức mua, tạo điều kiện quay vòng dòng tiền cho doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ Kiên Giang phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân các tổ quân y hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng chống dịch COVID-19. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 chủ trì buổi lễ xuất quân. Theo lãnh đạo Quân khu 9, những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến ngày càng phức tạp, dự kiến trong thời gian tới, số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thiết lập nhiều cơ sở thu dung, điều trị.
Tuy nhiên, nguồn lực y bác sĩ, điều dưỡng hiện tại vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Để kịp thời hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng chống dịch, quân khu 9 cử 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 121 tham gia phục vụ Bệnh viện Dã chiến thành phố Hà Tiên theo lời kêu gọi hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, kiêm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Quân khu 9 nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, lâu dài. Các lực lượng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý đức, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần cùng địa phương nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Bên cạnh hỗ trợ vật lực, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã cử nhiều lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội phát hiện F0 trong cộng đồng qua sàng lọc người ho, sốt. Thưa quý vị, sáng nay Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng. Phân bố các ca dương tính SARS-CoV-2 mới theo chùm ca bệnh, chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt 2 ca, chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng 1 ca. Thông tin cụ thể 3 F0 mới ghi nhận như sau. Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt 2 ca. Bệnh nhân NTD, nam, sinh năm 2016 và bệnh nhân NMT, nam, sinh năm 2019, địa chỉ Văn Chương, Đống Đa, hai bệnh nhân là F1, con của bệnh nhân NBV, ngày 19 tháng 9, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng, 1 ca. Bệnh nhân LTTH, nữ, sinh năm 1980, bệnh nhân sống ở một chung cư tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm nghề kinh doanh tự do, nghỉ làm ở nhà gần 2 tháng nay. Hàng ngày thường ở nhà, có đi chợ mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà. Ngày 19 tháng 9, bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 3.925 ca. Trong đó, số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.598 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.327 ca. Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn số 14832 SIT-NVI về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Đáng chú ý, theo công văn này, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã rà soát lấy mẫu 100% các đối tượng có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, rát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác. Bên cạnh đó, các bệnh viện trong và ngoài công lập quyết liệt thực hiện công tác giám sát đối với người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, người đến từ vùng có dịch hoặc có các yếu tố dịch tễ nguy cơ khác khi tới khám, điều trị và làm việc tại đơn vị. Từ 20 tháng 9, Bạc Liêu nới lỏng gần như hết mức như thế nào? Thưa quý vị, lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu áp dụng chỉ thị 19 ở hầu hết các địa phương trong tỉnh sau khi nhiều nơi được đánh giá là vùng xanh. Áp dụng chỉ thị 19 trên phần lớn địa bàn. Từ 0 giờ ngày 20 tháng 9, 6 phường xã của thành phố Bạc Liêu, phường 2, phường 5, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông và thị xã Giá Rai cùng 4 huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19. Có thể nói, Bạc Liêu đã nới lỏng gần như hết mức để các hoạt động của người dân có thể trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Với các địa bàn thực hiện chỉ thị 19, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tỉnh vẫn cho tạm dừng các hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quán bar, karaoke, phòng game, cơ sở massage. Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Còn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khác được phục vụ khách tại chỗ nhưng bố trí một bàn ăn không quá 4 người, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2 mét. Tỉnh này cho các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong điều kiện bình thường mới, nhưng phải có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì mới được phép hoạt động. Đối với lễ cưới, lễ tang, phải rút ngắn thời gian, tổ chức trong phạm vi gia đình và phải thông báo đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã, nơi tổ chức để có biện pháp phòng chống dịch. Bạc Liêu cũng đưa ra nguyên tắc chung cho việc di chuyển trong thời gian áp dụng chỉ thị 19 là đảm bảo nguyên tắc 5K, dỡ bỏ các chốt chặn kiểm soát giữa các địa bàn có cùng mức độ nguy cơ với nhau và không hạn chế qua lại giữa các địa bàn này. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã chỉ đạo, dù thực hiện chỉ thị nào thì công tác phòng chống dịch bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh. Nhiều điểm kinh doanh mở cửa, có nơi vẫn e dè. Ghi nhận của phóng viên báo Dân Chí, từ ngày 19 tháng 9,
trước giờ áp dụng các chỉ thị 19, chỉ thị 15, nhiều cửa hàng, điểm buôn bán đã bắt đầu rục dịch. Sau nhiều ngày dừng bán, việc kinh doanh khó khăn, khi được cho mở cửa trở lại sau ngày 20 tháng 9, mừng lắm nên quán dự sẽ có nhiều ưu đãi cho khách. Một chủ quán ẩm thực sinh thái ở phường Nhà Mát chia sẻ, nhiều chủ quán cà phê ở thành phố Bạc Liêu cũng đã đăng tải hình ảnh, thông báo sẵn sàng mở cửa, đón khách trở lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có nhiều quán cũng rất e dè trước tình hình dịch bệnh. Một chủ quán cà phê ở phường 2, thành phố Bạc Liêu cho biết, để mang lại sự bình yên cho khách và nhân viên trong thời gian dịch bệnh mới được kiểm soát, quán chưa mở cửa trở lại vào ngày 20 tháng 9. Cũng theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, từ 0 giờ ngày 20 tháng 9, tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với 4 phường của thành phố Bạc Liêu, gồm phường 1, 3, 7, 8. Áp dụng chỉ thị 15 đối với các xã của huyện Hòa Bình, riêng thị trấn Hòa Bình áp dụng chỉ thị 16.